Phên, tôi tới thăm cô nè. Cô tỉnh dậy cãi nhau với tôi đi. Tôi hứa là sẽ không cãi lại cô đâu. Cô muốn làm gì tôi cũng không ngăn cản cô đâu. Cô Phân cử động tay rồi kìa. Ông chủ, tay cổ nhúc nhích rồi kìa. Bác sĩ nói là dù bây giờ cơ thể Phân đã có phản ứng, nhưng mà vẫn không biết chính xác bao giờ sẽ tỉnh lại. Cô Phên sẽ an toàn thôi. Chúng ta cần hy vọng và phải giữ vững tinh thần. Nếu như Phên thật sự có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Không ai muốn chuyện như vậy xảy ra hết mà. Nói thiệt ra thì nếu mà cô Phên tỉnh dậy và biết ông chủ tin cô ấy, thì cô Phên chắc chắn sẽ rất vui đó. Bây giờ mọi chuyện cũng gần như đã kết thúc rồi. Ông cha Dút cùng đàn em cũng đang phải trả giá đắt cho những việc mà họ đã làm. Vẫn chưa chắc đâu chị Khoảnh à. Vẫn còn một người nữa chưa nhận hình phạt. Ông chủ đang nói tới ai? Chính là tôi. Ông định làm gì vậy? Thưa quý vị, chúng tôi đưa tin liên quan tới việc mất tích của ông Chayut Pichawarut, là kẻ tình nghi giết anh trai là ông Chawin Pichawarut và mưu sát cháu trai. Nếu quý vị nhìn thấy ai có ngoại hình giống như vậy hay có thông tin gì, vui lòng gọi báo cho số điện thoại trên màn hình. Đứng lại, đứng lại. Anh à, hắn bên này nè. Nhanh lên, đứng lại. Đuổi theo mau, nhanh. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ê, tránh ra. Dạ. Giết tao thì mày sẽ vào tù. Sao mày không bắt tao giao cho cảnh sát hả? Cấm miệng. Loại người khốn nạn như mày, dù mày có bị tống vô tù thì cũng sẽ được thả ra thôi. Mày sẽ lại tiếp tục đi hại người khác. Mày nhớ cho kỹ lời tao nói đây cho Dút. Nếu hôm nay tao không thấy mày chết thì tao chết cũng không nhắm mắt. Đừng, đừng, đừng. Huh?
Chị Kẽm, chị đi đâu mà gấp vậy? Chị định tới bến tàu, chỗ mà anh cha Vút bị bắn. Chị phải xác nhận chắc chắn là người quanh đó có cứu anh ta hay không. Đừng đi mà chị, anh cha Vút đã chết rồi. Thế nói là khi đó anh Tôn đã bắn trúng ngực anh ta đó. Anh ta không thể nào sống nổi đâu. Lỡ như anh ta còn sống thì sao? Người phụ nữ đi cùng anh cha Vút, cổ chưa bị cảnh sát bắt đúng không? Dạ vẫn chưa. Bị ra từ chối các cáo buộc. Nếu anh ta vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ tìm cách để liên lạc với người phụ nữ đó. Sai, nhắn cho Ben, hỏi cho chị số của cổ ngay. Ồ, ok chị. Khóa máy rồi. Khóa máy rồi sao chị? Phải, tự nhiên khóa máy luôn rồi. Em thấy lạ không? Thưa quý vị, chúng tôi đưa tin liên quan tới việc mất tích của ông Cha Vút Richard Corrut là kẻ tình nghi giết anh trai là ông Cha Quinn Richard Corrut và mưu sát cháu trai. Nếu quý vị nhìn thấy ai có ngoại hình giống vậy hay có thông tin gì, vui lòng gọi báo số điện thoại trên màn hình, cảnh sát sẽ lập tức tới nơi để hỗ trợ. Ông Cha Vút, mặt của ông... Ông đang bị thương hả? Bị thương nặng lắm không? Đừng!
vẫn còn mai. Vì đêm đó tôi thận trọng, nếu không tôi đã bị bắn chết rồi. Nhưng mà sao ông lại ở đây ông cha Yút? Còn chủ nhân của ngôi nhà này đâu? Tôi cũng không biết là nhà của ai. Lúc tôi tới đây để trốn đã không thấy ai trong nhà rồi. Tôi không thể ở lại đây lâu được. Tôi cần phải nhanh chóng chạy trốn trước khi cảnh sát tìm tới. Cô vẫn đồng ý giúp tôi như thỏa thuận chúng ta đã thỏa thuận trước đây, có đúng không? Đúng vậy. Tôi sẵn lòng giúp ông trốn ra nước ngoài, đổi lại 10 triệu bạc tiền mặt. Được thôi. Nếu vậy thì cô quay về nhà riêng của tôi. Tôi có 20 triệu ở két sắt trong phòng ngủ. Lấy hết ra, rồi tới đây gặp tôi được chứ? Dạ được. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đủ rồi đó chị Khẽm. Em biết là chị đang thấy sợ, nhưng anh cha chú đã chết rồi chị. Ý em đang muốn nói là chị đang nghi quá đúng không? Người đàn ông mà chị ăn nằm gần hết cuộc đời là kẻ sát nhân, giam giữ chị, còn tiêm ma túy cho chị. Anh ta bắt cóc rồi nhốt em, ra lệnh giết cháu mình. Vậy mà em nói chị đang nghi sao? Em chỉ muốn đây là khởi đầu mới cho chúng ta thôi, trở lại như trước đây. Không có gì như trước được đâu sai à. Nếu như anh cha Yút vẫn chưa chết, mọi người vẫn chưa được an toàn. Chị Khẽm, chị cần phải chắc chắn là anh cha Yút đã thực sự chết rồi. Bác Khoảnh kể cho anh nghe rồi, rằng em bắt đầu có ý thức. Vậy bây giờ em có biết anh lo cho em tới cỡ nào không? Em là người chưa từng chịu đầu hàng điều gì cả, phải không Phương? Vậy thì mau tỉnh dậy với bọn anh đi. Mọi người đều đang chờ em. Mọi người ơi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì vậy? Có thêm tin tức cập nhật trong vụ án thừa kế đẫm máu. Cuối cùng ông Sặc đã thú nhận rằng lúc đó được ông cha Yút thuê để thực hiện việc truy đuổi và giết anh Ben, hay là anh Thi Thắc Richard Quarut, cháu trai ông cha Yút và di chúc thừa kế. Ông chủ, sao tự nhiên ông chủ lại làm vậy hả mẹ Ru Tôn? Mời. Cảm ơn.
Hai cậu đừng có nghĩ là theo tôi vào trong đây đó nha. Ông chủ, nếu những con người phải chịu tội thì phải là cả ba chúng ta mới đúng. Nhưng người sai là tôi, không hề liên quan các cậu. Nhưng mà ông chủ ạ. Ê Thê, nếu cậu vẫn xem tôi là ông chủ của cậu, các cậu phải ở lại chăm sóc cho mọi người thay tôi biết chưa? Sao chú lại làm? Lúc đầu tôi cũng đắn đo Phương sẽ sống thế nào nếu như tôi đi tù. Nhưng bây giờ tôi không còn lo lắng nữa, vì tôi biết là cậu sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Thời gian qua tôi đã làm rất nhiều việc sai trái rồi. Phương chưa bao giờ cảm thấy tự hào về tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn để khi con gái của mình tỉnh lại sẽ thấy tự hào vì ba mình biết ăn năn hối cải. Chú không cần phải lo, con sẽ chăm sóc Phương thay cho chú. Nhờ cậu. Sao? Tôi gọi điện cũng không có nghe máy nữa. Mấy hôm nay chị Khẽm còn đang nghi ngờ là anh cha Vút vẫn chưa chết. Chị ấy mất tích không biết có liên quan gì không? Alo Ben. Cô Khiểm à, bây giờ cô đang ở đâu vậy? À, cô đi ra ngoài có chút việc. Cô đi tìm chú cha Vút có đúng không? Cô xin lỗi vì không nói trước với mọi người. Cô không muốn mọi người lo lắng vì cô, tại vì cô đang nghi. Không ai nghĩ như vậy đâu cô Khiểm. Nhưng cô phải nói cho con biết hiện giờ cô đang ở đâu. Cô định tới nhà riêng của cha Vút. Cô nhớ là ngày trước anh ta thường cất tiền mặt ở đó. Cho dù muốn chạy trốn cũng cần có tiền. Có tin gì cô sẽ gọi điện về cho con ngay.
đen. Mau gọi cảnh sát tới đây đi. Tiền mặt của anh cho Yút biến mất hết rồi. Anh ta chắc chắn đã cho người tới lấy. Cô vừa nói gì? Anh cho Yút vẫn chưa chết Ben à? Anh ta chưa chết. Gọi cảnh sát tới đây mau lên. Nhanh thêm chút nữa đi. Dạ thưa cô. Anh ơi, rẽ vào trạm xăng đi anh. Trạm xăng đó đó, rẽ vào nhanh lên đi. Hiện chúng tôi đang khám nghiệm dấu vân tay ở trên két sắt. Còn có CCTV. Tất cả đều không hoạt động. Tôi nghĩ thủ phạm trước khi tới đã lên kế hoạch hết rồi. Giờ chúng tôi sẽ tìm ra bằng chứng để chứng minh cô Bire có tới đây trước mới có thể xin lệnh bắt. Có thêm thông tin tôi sẽ báo lại sau. Mong mọi người thông cảm. Tôi xin phép. Dạ. Làm sao đây chị? Nếu ta cứ đợi như vậy thì anh cha Jude không ôm tiền chạy mất chứ. Có chuyện gì vậy Ben? Lúc nãy cảnh sát nói có thể thủ phạm leo rào ra phải không? Nếu như điều đó là thật, trên cổng chắc chắn còn có dấu vân tay. Sai, mau gọi điện thoại cho cảnh sát đi. Ok. Giúp tôi nha anh cảnh sát, trước khi cha Yút có được tiền và trốn mất nha anh. Dạ được. Chị Khẽm, em xin lỗi chị nha.
Vì em nghĩ chị đang nghi, không tin chuyện anh cha chút còn sống. Chị không giận em đâu. Chị cần bắt được cha Dút là đủ rồi. Vì nếu anh ta mà trốn được, anh ta chắc chắn sẽ quay lại hại chúng ta. Con sẽ không để cho ông ấy trốn thoát đâu. Mặc dù cảnh sát chưa xin được lệnh bắt Ray, nhưng ta vẫn có thể làm gì đó. Làm gì hả Ben? Chuyện gì vậy Tôn? Tình trạng của Phân sao rồi? Cái gì? Rồi bây giờ tôi tới liền. Ben! Ben! Mặt mình nhìn thế nào rồi? Vẫn chưa lên thưa bác sĩ. Này y tá, chuẩn bị khử trùng đi. Chuẩn bị khử trùng. 150 joule. 150 joule. Liên. Kiểm tra mạch thế nào rồi? Dạ, mạch của bệnh nhân rất thấp thưa bác sĩ. Thực hiện hô hấp nhân tạo tiếp. Dạ, dạ. Sẵn sàng. Clear. Cô y tá à, cô Phân thế nào rồi hả? Dạ, hiện tại thì mạch của bệnh nhân đang giảm rất mạnh. Bác sĩ đang hồi sức cấp cứu cho cô ấy. Tôi xin phép đi trước. Phân thế nào rồi? Nó đã tỉnh chưa? Còn một chuyện nữa ông chủ. Ông cha Dút vẫn chưa chết. Hả? Sao còn nói với tôi là đã bắn vào tim của hắn rồi mà tôi? Thì đúng là như vậy. Nhưng không hiểu sao hắn thoát được. Chắc chắn ông ta sẽ tìm đường ra nước ngoài. Chuyện đó chú đừng lo. Tuy là bây giờ vẫn chưa tìm được chú Dút, nhưng mà nếu như tìm được người giúp ông ta thì sẽ tìm được ông ta thôi. Tên bó đã phản ông chủ để giúp ông. Tôi đã dặn người làm cũ ở trang rồi. Hãy chú ý kỹ tới ông ta. Nếu như có động tĩnh gì thì lập tức báo cho tôi biết. Còn một người nữa ông chủ, là Pre. Nhưng tới giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được cô ta, và cũng không biết cô đang ở đâu.
Chuyện Re tôi sẽ lo liệu. Không cần phải lo. Mọi người đều đang chờ em đó Phương. Bác Khoảnh đã mở được trường múa Nora nhỏ rồi. Bây giờ đang dạy cho tụi nhỏ. Bác ấy muốn em mau chóng quay về để coi sóc trường như trước. Còn ba em, ông ấy tin em rồi. Ba em sẽ không làm chuyện trái pháp luật nữa. Em cũng từng xin ông ấy mà. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi đó. Chỉ còn chờ em thôi Phương. Cô Phân. Cô Phân. Cô Phân. Cô Phân. Cô Phân. Cô Phân. Bây giờ chúng tôi đã biết hết rồi cậu Ben à. Nhất định phải đưa tên cha Vút đó vào tù. Hắn ta đã hại cô Phân ra nông nổi này. Chị Dục, không ai muốn ông cha Vút thoát đâu. Yên tâm đi, dù có thế nào thì ông ta cũng không thể thoát. Ông ta phải trả giá cho những việc xấu xa mình đã làm. Cậu Ben à, tôi có chuyện này muốn cầu xin cậu. Đừng nói chuyện cô Phên cho ông chủ biết nha. Bây giờ ông chủ không thể ra ngoài được. Nếu như nghe thấy tin cô Phên trong tình trạng này nữa, tôi sợ là ông chủ sẽ đau lòng và sẽ dây dứt không chịu nổi đâu. Dạ. Cảm ơn cậu. Cảnh sát điều tra rồi, không thấy tên của anh cha Vút xuất ngoại. Hắn ta chưa đi xa được đâu. Vậy khi nào có kết quả giám định vân tay? Phải xin lệnh bắt Bire để cô ta dẫn đi tìm nữa chứ. Nói gì với ảnh hết. Ê, ông cha Vút thả tôi ra đi mà. Ông thả ra, tôi hứa là tôi sẽ đi ra nước ngoài và không liên quan tới ông. Ông cha Vút, ông đừng có làm gì tôi nha. Tôi hỏi là bác có thấy người nào đi ngang qua đây hay không? Người đó là đàn ông cao chừng tầm này nè. Đàn ông?
cao, có, tôi thấy cậu ta ở nhà chứa xác.